tiên tri của Thiền sư Phật giáo đã ứng nghiệm toàn bộ. Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2025? Một trong sáu nhà tiên tri vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, Thiền sư Hoàng Bá đã tiên đoán chính xác sự sụp đổ của triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Trong số 14 bài thơ tiên tri mà ông để lại, có 12 bài đã ứng nghiệm. Trong số 2 bài thơ còn lại, một bài hướng đến năm 2025. Xích thử thời đồng, vận bất đồng. Trung nguyên hiếu cảnh, bất vi công. Tứ phương tái kiến, nam quân trí. Cương đáo kim xà, vận dĩ trung. Sự kiện lớn nào đã được nhà tiên tri Phật giáo cảnh báo trong năm 2025? Thiền sư Hoàng Bá thật sự có siêu phàm như vậy hay không? Đừng quên cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Những lời tiên tri thần bí của nhà sư Phật giáo. Sung Trinh là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Minh. Trước khi ông lên ngôi, triều đại nhà Minh đã rất mục nát, quan lại đoạt quyền làm cho dân chúng vô cùng khốn khổ. Sau khi Sung Trinh lên ngôi, ông đã thực hiện một cuộc chỉnh đốn và cải cách. Ông không chỉ thủ tiêu bọn hoạn quan do Vệ Trung Hiền dẫn đầu, mà còn phục hồi và trọng dụng lại Vương Sung Hoàn. Điều này cho thấy Sung Trinh không giống những vị vua bất tài và đánh mất đất nước khác. Ông thậm chí có thể được coi là một minh quân. Vì vậy, một số người cho rằng sự diệt vong của triều đại nhà Minh là ý trời. Bằng chứng mà những người giữ quan điểm này đưa ra là trong lúc triều đại nhà Minh gặp khó khăn từ trong ra ngoài, trái đất đã trải qua một kỷ băng hà nhỏ, làm giảm sản lượng lương thực trên đất nước Trung Hoa. Đồng thời, hạn hán và lũ lụt ở khắp nơi càng làm gia tăng gánh nặng cho dân chúng. Ví dụ như một quan chức ở tỉnh Thiểm Tây đã mô tả rõ ràng về tình hình đói nghèo vào thời điểm đó. Ông nói rằng, bách tính đã bắt đầu tranh giành cỏ cây trên núi, vì đó là thức ăn duy nhất của họ. Nếu không ăn, họ sẽ chết đói. Sau khi hết cỏ cây vào tháng 10, con người lại bắt đầu ăn vỏ cây. Nhưng vỏ cây cũng nhanh chóng bị ăn sạch. Vào cuối năm, con người chỉ có thể đào đất và đá từ núi để ăn. Mặc dù loại đất và đá này chỉ cần ăn một chút là no bụng, nhưng sau vài ngày sẽ phình lên, đau quặn bụng dưới và chết. Trùng hợp thay, một quan chức tên là Tả Mao Đệ cũng đã mô tả tình hình thảm họa lại cho hoàng đế. Ông nói rằng, khi ông đến Lâm Kinh, đã có 30% dân số chết đói và 30% dân số chết vì dịch bệnh. Còn lại là những người sống sót, khó có thể sinh tồn, nên phải gia nhập bọn cướp biển, trở thành thổ phỉ để sống. Đối với loại thiên tai hiếm gặp này, Sùng Trinh có lòng nhưng bất lực. Lúc đó, ngân khố triều đình đã cạn kiệt, ông không thể thu thập lương thực để cứu trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra. Ngoài ra, các cửa khẩu phía Bắc vẫn đang bị quân Thanh tấn công. Thời kỳ Tiểu Băng Hà cũng ảnh hưởng đến họ. Quân Thanh vốn không có lương thực nên điên cuồng xâm chiếm nhà Minh để sinh tồn. Trong tình huống này, ngay cả khi Hoàng đế Hán Vũ Đế còn sống cũng khó mà đảo ngược được tình hình. Vì vậy, vào năm 1644, thủ đô Đại Minh đã bị Lý Tự Trọng tấn công và Hoàng đế Sùng Trinh đã tự treo cổ trên cây cổ thụ ở núi Than. Trước khi chết, Hoàng đế Sùng Trinh cho biết lý do Đại Minh rơi vào tình cảnh như vậy, hoàn toàn do những quan lại tham ô, mặc dù ông đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn. Nhưng điều Sùng Trinh không biết là sự diệt vong của nhà Minh đã được nhà tiên tri Phật giáo dự đoán chính xác từ trước. Trong thời kỳ nhà Đường, Phật giáo có một nhân vật thần kỳ, tên của ông là Hoàng Bá. Trong một bài thơ tiên đoán của mình, Hoàng Bá viết: Nhật nguyệt lạc thời giang hải bế, thanh viên tương ngộ phán hưng vong, bát ngưu vận hướng điền kiềm tẫn, nhị cửu đan thành kim lộc tàng. Bài thơ này viết rất rõ ràng, mặt trời và mặt trăng cùng nhau tạo thành một cái tên. Thời điểm suy yếu của triều đại nhà Minh chính là năm Thân của nhà Thanh. Năm Thân thuộc Mộc Vi Thanh, năm Khỉ trùng với Bính Thân, cả hai đều trùng vào năm 1664. Rất chính xác về thời gian. Và hai từ bát ngưu kết hợp lại tạo thành Chu. Dự báo triều đại với họ Chu sẽ hoàn toàn sụp đổ vào năm này. Địa điểm là ở Vân Nam và Quý Châu. Chúng ta đều biết, hậu duệ trực hệ cuối cùng của nhà Chu ở Vân Nam bị thắt cổ. Có thể nói bài thơ tiên tri này không chỉ đã dự đoán chính xác về sự việc mà còn xác định rõ thời gian và địa điểm. Điều này rất hiếm thấy ở rất nhiều nhà tiên tri phương Đông và phương Tây, từ thời cổ đại đến thời hiện đại. Vậy nhà sư Hoàng Bá viết bài thơ tiên tri này
ông ấy là ai? Ông còn đưa ra những dự đoán đáng kinh ngạc nào khác liên quan đến thời hiện đại của chúng ta hay không? Một trong 6 nhà tiên tri vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, Thiền sư Hoàng Bá đã tiên đoán chính xác sự sụp đổ của triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Trong số 14 bài thơ tiên tri mà ông để lại, có một bài hướng đến năm 2025. Thiền sư Hoàng Bá đã nói gì? Lại nói đến những tiên đoán của ông về thời nhà Thanh. Bài thơ đầu tiên là nói về Hoàng đế Khang Hy. Trong thơ đề cập: Hắc hổ đương đầu, vận đế khang. Tứ phương khám định, tĩnh trùng thường. Đường Ngô Dĩ Hậu, vô tư thịnh. Ngũ ngũ hoàn kiêm, lục lục trường. Câu đầu tiên của bài thơ này đề cập đến nhân vật và thời gian. Ở đây chính là Khang Hy. Thời gian là năm Hắc Hổ, tương ứng với năm đầu tiên của vua Khang Hy. Hai câu tiếp theo nói rằng, dưới sự cai trị của Khang Hy, một thời đại thịnh vượng xuất hiện ở Trung Quốc. Từ đó có thể thấy, Thiền sư Hoàng Bá có ấn tượng rất tốt về vị hoàng đế sau này. Câu cuối cùng của bài thơ nêu rõ thời gian trị vì của Khang Hy, tức là 61 năm, tính từ năm 1655 đến năm 1716. Bài thơ thứ hai, Thiền sư Hoàng Bá cũng đã nhắc đến Ung Chính. Bài thơ này viết: Nhất nhất chân nhân xuất Ung Châu, tích linh nguyên thượng sử nhân sầu, tu trí thâm khắc phi thường pháp, bạch hổ ta phùng tuế nhất chu. Bạch hổ trong thơ đề cập đến trùng với năm 1723 Ung Chính lên ngôi. Có một câu Ung Châu trong đó, tức là chỉ hoàng đế Ung Chính. Dự đoán một sự việc thành công có thể nói là trùng hợp, nhưng dự đoán nhiều lần thành công, tức là bản lĩnh thật sự. Thiền sư Hoàng Bá là một cao tăng thời Đường, quê quán ở núi Hoàng Bá, tỉnh Giang Tây. Hoàng Bá từ nhỏ đã có tuệ căn, cũng là một người con hiếu thảo. Nhưng lòng hiếu thảo của Hoàng Bá khác với những người khác. Trong mắt người thường, hiếu có nghĩa là hiếu kính tổ tiên, ở bên cạnh cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng Hoàng Bá cho rằng, hiếu thảo thật sự là làm cho cha mẹ thoát khỏi phàm trần, sau khi chết đi có thể lên đến thế giới cực lạc. Cho nên từ lúc rất nhỏ, ông đã xuất gia. Ông cho rằng chỉ có từ bỏ tất cả công ơn cõi trần, biến vô vi thành hữu vi mới là báo hiếu thật sự. Vì vậy, trong 30 năm sau khi Hoàng Bá xuất gia, ông không liên lạc với gia đình, cũng chưa từng bước vào nhà một bước. Đầu tiên, Thiền sư Hoàng Bá theo sư phụ vào chùa tu hành. Vài năm sau thì xuống núi và vân du mười mấy năm. Trong hơn mười mấy năm vân du, sự tu hành của Thiền sư Hoàng Bá càng cao thâm, kiến thức ngày càng sâu rộng. Quan trọng là ông còn trải qua nhiều sự việc thần kỳ. Chẳng hạn như có một lần ông đến núi Thiên Thai đã gặp được một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này cũng là người có kiến thức sâu rộng. Hai người trò chuyện một lúc, rất nhanh đã trở thành tri kỷ. Thế là hai người cùng nhau vân du. Sau nửa ngày, vị hòa thượng nói rằng ông biết một con đường tắt có thể đến núi Thiên Thai chỉ trong nửa ngày. Có điều họ phải băng qua một con sông lớn. Thiền sư Hoàng Bá nghe xong sững sờ một lúc rồi đồng ý. Tuy nhiên khi đến sông, Thiền sư Hoàng Bá viện cớ nước không tốt và bảo hòa thượng qua trước. Hòa thượng nhẹ nhàng bơi xuống sông rồi quay lại báo cho Thiền sư Hoàng Bá rằng nước ở đây rất cạn, không có gì nguy hiểm. Nhưng lúc này, Thiền sư Hoàng Bá cười lạnh nhạt, dùng tay chặt đứt chân của hòa thượng. Hóa ra, hòa thượng này đã biến thành ma nước và chuyên lừa người qua đường xuống nước. Thiền sư Hoàng Bá du hành đến đây, sớm đã nghe nói rất nhiều bách tính biến mất không rõ nguyên nhân. Giờ đây có thể xác nhận chính là do ma nước. Thiền sư Hoàng Bá trong mấy mươi năm đi khắp nơi đã gặp vô số nguy hiểm trên con đường tu hành. Nhưng ông đã giải quyết từng vấn đề một bằng trí thông minh và lòng dũng cảm của mình. Tuy nhiên, Thiền sư Hoàng Bá được biết đến nhiều nhất với câu chuyện Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara và lời tiên đoán bí ẩn của ông vào năm 2025. Bài thơ tiên tri của Thiền sư Hoàng Bá ngàn năm có nói rằng: Năm nay, Tây Phương tái kiến Nam Quân, cương đáo kim xà vận dĩ trung. Câu này có ý nghĩa gì? Sự kiện lớn nào sẽ xảy ra vào năm 2025? Thiền sư Hoàng Bá tu hành 30 năm không về nhà. Cho đến năm 50 tuổi, Thiền sư Hoàng Bá trong lúc tu tâm bất giác đi qua Cố Hương. Đến trước cửa ngôi nhà quen thuộc của mình, Thiền sư Hoàng Bá nhìn thấy bóng dáng một người vừa lạ vừa quen. Người đó không ai khác, chính là mẹ già của ông. Người đã khóc đến hư mắt vì nhớ con trai. Để tìm con trai,
bà bắt đầu rửa chân cho những hòa thượng đi ngang qua. Bởi vì ở lòng bàn chân của Thiền sư Hoàng Bá có một nốt ruồi đen đặc biệt. Chỉ cần chạm vào nốt ruồi đen đó, bà có thể tìm thấy con trai mình. Tuy nhiên, Thiền sư Hoàng Bá không nhận lại mẹ. Khi đang rửa chân thì từ chối bà lão và nói rằng vì chân bị thương nên không tiện. Hoàng Bá sau đó nhìn mẹ đang loạng choạng, trong lòng cảm thấy đau đớn và thương xót. Nhưng ông không dám nói một lời. Cuối cùng nói với mẹ mình một câu: "A Di Đà Phật", rồi rời đi không thèm ngoảnh lại. Sau khi Hoàng Bá rời đi, người hàng xóm đã nói ra sự thật với mẹ ông. Sau khi sững sờ một lúc, mẹ ông như điên đuổi theo. Tuy nhiên bà lão không nhìn thấy gì và vô tình rơi xuống sông chết đuối mất. Hoàng Bá nhìn thấy cảnh tượng này trên thuyền, vội vàng quay lại cứu mẹ, nhưng đã muộn một bước. Thiền sư Hoàng Bá tổ chức hỏa táng cho mẹ mình. Nhìn mọi người chỉ trỏ xung quanh, ông lớn tiếng nói: "Nhất tử xuất gia, cửu tổ thăng thiên. Nhỡ bất thăng thiên, chư Phật vọng ngôn." Lời này vừa nói xong, trên trời đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ. Người này giống hệt mẹ ông khi còn trẻ. Mọi người đồn đại rằng mẹ của Thiền sư Hoàng Bá đã thăng thiên và hưởng phúc lành ở miền cực lạc. Vì câu chuyện này được truyền bá rộng rãi, nên 14 bài thơ tiên tri của Thiền sư Hoàng Bá trở nên rất được sùng bái. Thiền sư Hoàng Bá viết trong bài thơ tiên tri về năm 2025 rằng: "Xích thử thời đồng, vận bất đồng, trung nguyên hiếu cảnh, bất vi công, tứ phương tái kiến, nam quân trí, cương đáo kim xà, vận dĩ trung." Có người giải thích rằng năm Bính Tý được nhắc đến ở đây sẽ mang đến những tai họa lớn và áp lực suy thoái lớn cho nền kinh tế. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trong vài năm tới, con người sẽ dùng hết vận may cuối cùng của mình. Cho đến năm Kim Xà, tai họa thật sự sẽ ập đến. Nếu cho rằng năm 2019 là năm Tý, tương ứng với năm Kim Xà, có thể là năm 2025. Đứng từ câu "Tây phương tái kiến, nam quân trí" có thể thấy, khả năng cao thảm họa lớn năm 2025 sẽ liên quan đến chiến tranh. Nhìn tình hình xã hội hiện nay, khi những cuộc chiến lớn nhỏ cứ nối tiếp nhau bùng nổ, rất có thể hiệu ứng domino sẽ gây ra Thế chiến 3, kéo dài đến năm 2025. Nhưng một điều mà tâm linh cuộc sống luôn nhắc nhở mọi người là đừng lo lắng quá. Lời tiên tri được đề cập ở đây chỉ mang tính chất thông báo và cập nhật. Tương lai là điều mà chúng ta khó có thể lường trước được. Là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh khỏi. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.